Nhóm thứ hai chúng tôi mời lên, mời chị Minh Thủy. Mời anh Thư. Xin mời Kim Nguyên. Ngày hôm nay các bạn đã hoàn thành xuất sắc vòng thử thách của mình. Trong đó có hai người mà chúng tôi đánh giá rất cao về tinh thần làm việc, cũng như thể hiện đúng là những người có khả năng và có bản lĩnh trở thành đầu bếp. Người đầu tiên là anh Quang Huy đã nhận một nguyên liệu rất khó. Người thứ hai là Thùy Dương. Tôi rất là xúc động khi mà được ban giám khảo khen ngợi về cái tinh thần của mình. Không phải vì bạn bị đứt tay, mà chúng tôi theo dõi cách làm của bạn. Bạn có bản lĩnh và có khả năng thay đổi được tình thế. Và tôi xin tuyên bố tất cả những người ở phía dưới an toàn. Và người có món ăn ngon nhất trong ngày hôm nay là nguyên giáp. Và bây giờ chúng tôi sẽ tuyên bố hai đội trưởng của vòng thi kế tiếp. Người đầu tiên là Quốc Chí. Bạn đã giành chiến thắng ở vòng thử thách chiếc hộp bí mật. Và người thứ hai là Nguyên Giáp. Bạn đã chiến thắng ở vòng thi thử thách hôm nay. Xin chúc mừng hai bạn. Hôm nay là một ngày không tưởng đối với tôi. Tôi đã chiến thắng trong thử thách chiếc hộp bí ẩn và được nhận một phần thưởng quá lớn. Đồng thời, cũng vì món ăn trong phần thử thách loại người mà tôi lại được chọn làm đội trưởng trong thử thách tiếp theo. Một trong ba bạn đứng đây sẽ có một người phải ra về và phải rời MasterChef. Xin mời người đầu tiên, chị Minh Thủy. Tôi nhận được một khúc xương của lợn từ khỉu trở xuống, nó chỉ có xương và da thôi. Tôi đã nghĩ ra là nấu món canh măng để ăn với bún. Canh của chị lạt quá, miếng giò sống thì không có được mềm, nước đục quá cô. Tôi xin thưa là về cái móng giò thì thực ra nếu càng đun nó lại càng tiết ra cái nước đục, chứ rất là khó để trong ạ. Khi mà cái nước canh của chị bị đục á, là không phải phần nhiều là do chân giò, là phần nhiều là chị cho măng vào, nấu càng lâu thì nó sẽ càng bị vẩn đục lên. Cảm ơn chị. Anh Thư. Món của em là thịt heo cuộn măng tây áp chảo với khoai tây nghiền và sốt mật ong ạ. Về cơ bản thì nó là phong cách Âu, nhưng mà em muốn nó có thêm một chút mùi vị châu Á, nên là em có cho một ít bột gừng và trong phần ướp thịt. Món này thường là cái thịt đó, là thịt prosciutto o pancetta. Dạ. Rất là mỏng. Dạ. Mà nó không khói rồi. Dạ. Smoked. Mà em xài thịt vai. Dạ. Dày quá. Anh cứ thấy em đậm mà chưa được. Thịt dai. Cái măng tây của em áp chảo. Mà tại sao em luộc trước? Em chỉ trụng qua nước sôi rồi lấy ra bỏ vào đá luôn trước. Hết giò rồi. Thì cái sốt là sốt gì em? Sốt mật ong ạ. Em có dùng cái nước tiết ra từ thịt để cho thêm mật ong và một ít các loại nước sốt khác vào nữa. Mấy cái mùi vị không có đều, mặn mà ngọt mà. Món khoai tây nghiền ăn kèm thịt heo, cú măng tây, sốt mật ong. Hơi nhiều khoai tây nghiền phải không? Cái này cũng phải nhiều mà quá nhiều em. Có 3 miếng thịt mà rất là nhiều khoai tây thì nó sẽ lấn át cái phần món ăn chính của mình. Hai nữa là em bị cháy. Thịt của em bị cháy và khô. Khoai tây nghiền mặn quá. Hình như tôi nói cái này lần thứ hai á. Lúc nào em làm khoai tây nghiền cũng bị mặn cả. Vâng. Mời em.
Xin mời Kim Nguyên. Vào kho nguyên liệu thì em nhìn thấy một cái tai và một cái khấu đuôi. Thì em không biết là làm thế nào mà để mix được hai cái này vào một món, thì em quyết định phải làm hai món á. Một món của em làm salad tai heo và một món thì em nấu cái khấu đuôi đấy với kem tươi và rượu vang ạ. Cái này là sốt gì? Đây không phải sốt mà là một món hầm thôi anh ạ. Món hầm? Hầm với cái gì? Em hầm với cả vang này và em cho thêm kem tươi lúc mà gần chín ạ. Cái gỏi của em ấy, rất là nhạt, nó không có chua, nó không có ngọt. Mà tôi không hiểu là cái tai heo em xử lý sao mà mùi nó rất là hôi. Lúc đầu em rửa rồi em sắt muối, em sắt chanh, sau đó em luộc thì em lại cho thêm cả muối vào. Và khi bỏ ra thì em lại rửa lại và em ngâm với nước đá. Món ăn của em ngày hôm nay có thể nói là những món ăn tệ nhất. Bạn có một lời mong muốn gì để được tiếp tục ở lại MasterChef không? Em vào đến đây là với sự đam mê nấu nướng. Còn nếu em phải về, em sẽ về. Và bạn còn cái đam mê đó hay không? Em có. Bạn đã an toàn. Tôi biết rằng là tôi sẽ vào cái top nguy hiểm, vì tôi không còn đường nào khác là để chế được các cái món đặc biệt. Nấu ăn cần sự cố gắng, và lúc nào chúng ta phải tập trung toàn tâm toàn ý vào món ăn của mình. Minh Thủy và anh Thư, tôi cảm thấy việc mình vào trong top 3 nguy hiểm ngày hôm nay chưa hẳn là đã là một điều hoàn toàn là công bằng. Sẽ có một người phải ra về. Bây giờ xin mời hai bạn đặt món ăn của mình lên bàn. Hai bạn sẽ thử hai món của nhau. Xin mời. Của Thư thì quả thật tôi thấy nó quá là tồi tệ, vì cái món khoai tây nghiền đó được làm đi lặp lại nhưng bạn ấy vẫn không rút được kinh nghiệm, bạn ấy làm rất mặn. Cái thứ hai là cái thịt cuốn vào cái măng tây ấy, nó dày và nó khô, nó không có độ mềm, và cái nước sốt ấy nó cũng không nói lên được cái gì là cái nước sốt này là của loại gì cả. Món bún chân giò với măng của cô Thủy thì tôi thực sự là cảm thấy đấy là một món ăn rất là tệ, không để lại gì trong miệng ngoài vị rất là chua của măng cả. Nước thì tự bị rất là đục. Xin mời cô Minh Thủy, cô sẽ nhận xét về món ăn của anh Thư. Cái khoai tây nghiền cũng như nhận xét với ban giám khảo, tôi đồng ý là nó cũng quá mặn và nó không có độ ngậy. Cái thứ hai là thịt quá khô và nó cũng rất là nó không có một cái vị gì đặc trưng cả. Và cái tiếp theo là cái nước sốt cũng bị mặn. Mời anh Thư. Em thấy về hình thức thì món này trình bày là không có được đẹp. Màu nước thì bị đục nhiều, và cái miếng chân giò thì không có chặt nhỏ ra mà để nó quá to, nên là người ta không có cảm giác muốn đưa lên miệng. Lúc mà mới đưa cái thìa nước dùng lên trên miệng thì còn cảm thấy được có một chút vị của thịt heo. Nhưng mà sau khi mà em để một lúc lâu cho cái mùi vị nó lắng xuống dưới cổ họng thì bây giờ ở trong cổ họng em thì chỉ còn lại là vị rất là chua của măng, và nó không còn lại cái vị ngọt nào của từ chân giò tiết ra cả. Nếu nhìn về hai mặt bằng chung của hai món ăn, món ăn này tôi đưa ra món ăn đường phố, tôi đưa ra một cái quán bình thường người ăn chấp nhận được. Nhưng đối với món ăn của em, đưa vào một nhà hàng, vì em chọn phong cách Âu, thì đối với món Âu là không thể chấp nhận được. Tôi tiếc cho anh Thư ở một điểm là nguyên liệu của em không đến nỗi là khó. Hai món ăn có thể nói là tệ nhất trong ngày hôm nay. Và cô Minh Thủy không thể biện minh cho chuyện mình chọn một nguyên liệu khó. Bởi vì nguyên liệu khó, các bạn mới vào top 9 của MasterChef. Vì đó là sự xoay sở và bản lĩnh của một người đầu bếp. Người ra về ngày hôm nay sẽ là
Anh Thư, chúng tôi thật sự cần những người đủ bản lĩnh. Hy vọng rằng bạn vui vẻ và tiếp tục theo con đường nấu nướng của mình. Công bằng mà nói, nếu mà hỏi về cái cảm nhận thực sự của tôi thì tôi không nghĩ rằng hôm nay cái món ăn của mình nó xứng đáng để khiến tôi là người bị loại. Tôi nghĩ là nếu ban giám khảo để tôi ra về ngày hôm nay thì có lẽ nó là cái kết quả mà đã được cộng hưởng từ nhiều ngày trước lại. Cái việc mà tôi thường xuyên bị rơi vào cái top nguy hiểm như vậy, chứ nó không phải là quyết định đưa ra đơn phương dựa trên cái kết quả của ngày hôm nay. Người ra về hôm nay là anh Thư thì tôi nghĩ là đó cũng là một cái quyết định đúng. Tại vì anh Thư đã liên tiếp 4 lần lọt vào thoát nguy hiểm, vào vòng nguy hiểm. Và nếu mà anh Thư một lần nữa lại thoát nạn thì cô ấy sẽ chắc chắn xác lập một cái luật mà có kể cả 3-4 mùa sau nữa sẽ không thể nào mà có ai phá được. Đó là cái kỷ luật mà 5 lần bước vào vòng nguy hiểm và đều có thể sống sót trở về được. Sống là chấp nhận những sự khác biệt thôi. Cái mà mình cho là đúng có thể người khác không cho là đúng. Cái điều mà tôi muốn gửi lại dành cho các thí sinh vẫn còn ở trong cuộc chơi thì đơn giản là hãy luôn luôn tin vào bản thân mình. Bởi vì suy cho cùng thì bạn chính là người cuối cùng tận hưởng mọi thành công và cũng là người cuối cùng chấp nhận mọi thất bại từ các quyết định của bản thân. Cho nên là đừng vì những cái ý kiến ở bên ngoài khác mà làm mất đi những cái bản năng gốc, những cái cảm giác thật nhất, những cái niềm tin thật nhất ở trong tấm lòng của mình. Dù là trong nấu ăn hay là trong bất kỳ việc gì khác, tôi muốn là mọi người hãy tự tin vào chính mình và đi theo cái tiếng gọi nằm ở sâu trong lòng mình. Như thế thì cho dù là thành công hay là thất bại thì bạn sẽ không bao giờ phải hối tiếc. Các bạn đã chính thức lọt vào top 8 của MasterChef mùa đầu tiên. Hẹn các bạn vào vòng thử thách kế tiếp và chúc các bạn may mắn